Thưa quý vị, giải Việt giả về nguồn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mở rộng năm 2023 thu hút hơn 1.000 vận động viên phong trào và chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia đã khởi tranh sáng nay tại huyện Châu Đức. Đây là lần đầu tiên giải được tổ chức tại cung đường chạy huyện Châu Đức nhưng đã để lại nhiều ấn tượng đẹp. Trong 2 ngày cuối tuần, 50 nhà nghỉ khách sạn trên địa bàn huyện đều cháy phòng khi đón tiếp phục vụ du khách là người nhà của vận động viên tham gia giải. Lễ khai mạc giải Việt giã về nguồn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mở rộng năm 2023 được tổ chức trang trọng, nhiều cảm xúc. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên lần lượt xuất phát ở các cự ly 6,8 km, 1,6 km, 4,3 km và 2,6 km ở hệ đội tuyển và phong trào dành cho nam và nữ. Từ công viên sinh đôi trước trụ sở huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Châu Đức, các vận động viên đã chạy qua các cung đường đẹp trên địa bàn huyện và di tích lịch sử tượng đài chiến thắng Đình Giã. Thời tiết mát mẻ, thuận lợi cũng tạo điều kiện để các chân chạy đạt thành tích cao như mong muốn. Trong đó, nội dung nam hệ phong trào 4,3 km, các vận động viên của chủ nhà huyện Châu Đức bất ngờ chiếm ưu thế tuyệt đối khi về nhất ở cả 3 vị trí đầu tiên. Rất là hiển khi được đại diện cho huyện Châu Đức chạy và chạy trên cung đường của quê hương mình và em về nhất thì em rất là vui sướng. Hai nội dung hấp dẫn thuộc hệ đội tuyển là 6,8 km nam và 4,3 km nữ không có bất ngờ xảy ra khi các vận động viên nổi tiếng đến từ các tỉnh thành có phong trào mạnh đạt thứ hạng cao. Trong đó, chân chạy Nguyễn Đăng Khoa của đơn vị tỉnh Bình Dương về nhất nam 6,8 km, còn vận động viên Nguyễn Thị Ngọc Hòa, huy chương đồng SEA Games 31 của đơn vị tỉnh Bình Phước về nhất 4,3 km nữ. Em cảm thấy cung đường rất là tuyệt vời, thời tiết hôm nay cũng mát mẻ. Người dân ở đây thì em thấy rất là thân thiện. Suốt quãng đường chạy thì mọi người cổ vũ em rất là nhiệt tình. Giải Việt giã về nguồn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2023 cũng đã phát hiện ra không ít nhân tố trẻ đầy tiềm năng cho điền kinh tỉnh nhà. Trong số này, ấn tượng nhất là chân chạy nhí 13 tuổi Trình Xuân Nhật Minh đến từ thành phố Vũng Tàu đã vượt qua nhiều đàn anh lớn tuổi hơn để về nhất cự ly 2,6 km nam dưới 16 tuổi. Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được về nhất trong cự ly 2,6 km nam dưới 16 tuổi. Em thấy đường đua của huyện Châu Đức hôm nay thế nào? Dạ. Ra sao? Dạ, đường đua rất đẹp, mọi người cổ vũ rất nhiệt tình. Thông qua cái giải này, huyện Châu Đức cũng mong muốn là sẽ phát hiện được những nhân tài để đào tạo ươm mầm cho tương lai, để cung cấp cái nguồn cho huyện, cho tỉnh cũng như là cho quốc gia trong những cái giải sắp tới, nhất là bộ môn Việt giã. Giải Việt giã về nguồn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2023 khép lại thành công, an toàn, đạt chất lượng chuyên môn cao, đã góp phần lan tỏa phong trào thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe trong các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, những hình ảnh đẹp về đất và người huyện Châu Đức cũng được quảng bá, lan tỏa sâu rộng.